Hải Phòng không để cho những kẻ phản bội hát những lời lẽ dối trá. Gần đây, cộng đồng mạng dậy sóng với các bài viết, bài cổ súy cho thợ hát mang tư tưởng chống đối và hải ngoại trở về, với các gương mặt như Khánh Ly, Chế Linh, Thu Phương, MC Trác Thúy Miêu trên các trang mạng xã hội. Điều này khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ và bức xúc. Không những thế, nếu tìm hiểu kỹ thì trong tấm hình áp phích quảng cáo buổi biểu diễn tới đây của Khánh Ly, chúng ta thấy rõ ngoài Khánh Ly còn có Chế Linh cũng từng chống cộng cực đoan. Thu Phương đã từng bị tước quyền công dân vì phản bội Tổ quốc. Năm 2018, Trác Thúy Miêu từng kêu gọi người dân thiếu hiểu biết xuống đường biểu tình gây rối chống luật đặc khu, cùng với hàng loạt lùm xùm phân biệt vùng miền, a dua chửi bậy như một kẻ bà que dân chủ quậy tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người theo dõi các hoạt động chống cộng cực đoan của Khánh Ly, Chế Linh vẫn còn nhớ hai kẻ này đã từng tuyên bố: khi nào Việt Nam không còn chính quyền cộng sản nữa mới trở về. Tuy nhiên, lấy làm tiếc khi những nhà quản lý văn hóa ở một số nơi, trong đó có cả các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Lạt, tiếp sau là Đà Nẵng, không hiểu vì lý do gì, vô tình hay cố ý, đã chấp mối, chấp nhận cho Khánh Ly biểu diễn công khai khắp nơi. Trong chuỗi kế hoạch về nước, mục đích chính là kiếm cơm, tuyên truyền phản động, chứ chẳng có tri ân, chẳng phải chia tay gì hết. Sau khi lọt qua dư luận mấy tỉnh, thành phố lớn, thì chúng lại định đến thành phố Hải Phòng để kiếm ăn trên sân khấu nhà hát tháng 8 vào ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, khi nắm thông tin bọn thợ hát phản động, Khánh Ly, Chế Linh, Thu Phương, Trác Thúy Miêu đến Hải Phòng kiếm cơm, ngay lập tức các trang mạng xã hội dậy sóng phản đối, kêu gọi tẩy chay buổi diễn, không cho phép những kẻ phản bội Tổ quốc về bòn nhặt kiếm tiền từ người Việt để mang đi tài trợ cho bọn chống cộng cực đoan, chống phá đất nước. Cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lắng nghe những ý kiến phản hồi của nhân dân và đã cho hủy bỏ buổi biểu diễn này của Khánh Ly cùng đồng bọn. Hoan hô thành phố cảng anh hùng trong chiến đấu, năng động, bản lĩnh trong mọi tình huống, không cho đám thợ hát phản động có cơ hội để hát những bài xuyên tạc lịch sử và truyền thống của đất nước.